Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lực Tàng TV để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình của Tuấn Khỉ. Kênh Lực Tàng TV sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức thật nóng, thật hot để gửi tới quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Thì hôm nay Lực Tàng TV đã tiếp tục cập nhật được một thông tin rất là mới lạ về khẩu súng AK mà Tuấn Khỉ bắn chết người, làm một người bị thương ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 ngày 30 tháng 1. Thì vụ Tuấn Khỉ bắn chết người cướp sòng bạc, khẩu súng từ đâu ra? Hôm qua, ngày 20 tháng 2, nguồn tin của Tiền Phong cho biết một số thông tin liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, người dùng súng AK bắn chết 5 người, làm một người bị thương ở huyện Củ Chi. Theo nguồn tin trích xuất từ camera, nhà một bị can tên là Minh Sida nhận thấy Tuấn Khỉ có ghé nhà người này và sau đó đi ra mang theo một khẩu súng đến hiện trường gây án. Kiểm tra nhà bị can này, phát hiện thêm hai khẩu súng bên hồ nước. Công an đã xác minh thêm nguồn tin người dân cung cấp là thấy các bị can cầm hai cây súng K59 nữa nhưng chưa tìm ra. Thì vừa rồi là những thông tin mà Lực Tàng TV vừa mới cập nhật được về tình hình khẩu súng, tức là khẩu súng này được lấy từ nhà Minh Sida, tức là Lê Quốc Minh đã chở Tuấn Khỉ đến sòng bạc để gây án. Thì nhà Minh thì công an kiểm tra nơi nhà Minh và được trích xuất từ camera an ninh thì cũng đã vào kiểm tra và phát hiện thêm hai khẩu súng nữa và đang nằm ở bên hồ nước. Thì người dân ở khu vực này cũng cho biết rằng là trước khi mà Tuấn Khỉ về để mà vào nhà Minh Sida này lấy khẩu súng AK đi để xả súng ở Củ Chi thì có mang thêm Tuấn và đồng bọn của Tuấn có mang thêm hai khẩu K59 nữa nha các bạn. Tức là hai khẩu K59 nữa nhưng đến đến khi mà vụ án xảy ra rồi thì hai khẩu K59 này hiện tại bây giờ vẫn chưa chưa thấy tung tích nó ở đâu, hoặc là có thể là những đối tượng này đã vứt ở đâu đó hoặc là giấu ở đâu đó rồi. Thì hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm nguồn gốc của hai khẩu súng này, và bên trong hồ nước, tức là bên trong nhà của Minh thì hiện tại bây giờ lại tìm tiếp được hai khẩu nữa, tức là vị trí là tổng cộng là trong đây rất là nhiều súng mà hiện tại bây giờ là chưa biết được số lượng là cập nhật là bao nhiêu. Nhưng mà kênh toàn bộ những thông tin này là được camera trích xuất lại và nói rằng là sẽ đến đến sòng bạc và được cầm thêm hai khẩu nữa, hai khẩu K59 nữa. Như vậy là các bạn đã biết được rồi. Thì cái thông tin mà khẩu súng lấy được ở đâu ra thì chúng ta cũng đã dần dần được sáng tỏ. Thì hiện tại bây giờ là đây là ghi là Minh Sida thì chắc có lẽ là nhà Minh thôi chứ còn không thể là nhà nào nữa hết. Cho nên là chúng ta cứ phải bình tĩnh và để chờ cơ quan chức năng xem là xác định xem là ở trong nhà của mình này là bao nhiêu cái khẩu súng để chúng ta còn còn biết nữa. Thì hiện tại bây giờ là một khẩu của Tuấn mang đi với hai khẩu bên hồ nước là ba với lại hai khẩu K59 nữa thì là tổng cộng là 5 rồi. Thì không lẽ trong đây là chứa chấp tài sản nhiều đến mức độ như vậy à? Đó, như các bạn thấy không, vũ khí rất là nhiều thì cũng là một cái nguồn cơ mà vì sao Tuấn Khỉ lại 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 về lại lấy cái khẩu súng để đi xả súng như vậy, rất là nguy hiểm. Cho nên là cái tội tàng trữ vũ khí này cũng rất là nguy hiểm, tại vì vũ khí có sẵn trong tay rồi mà đang lúc nóng giận nữa là nghĩ đến cái nữa là xung lên thôi, máu anh hùng nổi lên là bắt đầu là về là không không kiềm chế được là đem ra là xả thôi, mà lại chuẩn bị đạn dược sẵn sàng hết rồi, thua với một số tiền rất lớn, cho nên là cái suy nghĩ nó không còn tồn đọng trong đầu được nữa, cho nên là rất là nguy hiểm. Thì hiện tại bây giờ là Lực Tàng TV cũng mới cập nhật được những cái thông tin mới như vậy và cập nhật ngắn để gửi tới quý vị và các bạn. Thì cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người, và nếu như có thông tin mới gì về khẩu súng này nữa, mấy khẩu súng này nữa thì Lực Tàng TV sẽ tiếp tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.